Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Tin tức giờ showbiz ngày hôm nay liên quan đến dàn sao Hoa Ngự đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao. 1. Đề cử nữ diễn viên có khả năng diễn tốt nhất, chủ đạo diễn Dương Mịch, Dương Tử, Đình Lệ Nhật Ba, Lưu Dược Phi, Tống Tụ Nhi, Bạch Lộc, Hải Thanh, Tuân Lệ. 2. Sự nghiệp của Dương Tử hiện tại y chang dàn sao nữ 85. Đang trong thời kỳ khó khăn và muốn tiến lên chặng được xuống cũng không xong, Dương Tử muốn chuyển hình nhưng cô ấy không gánh nổi phim. 3. Đi đến nơi có gió của Lưu Dược Phi và Lý Hiện dự kiến sẽ lên sóng. Vào tháng 12, Lý Hiện rất coi trọng bộ phim này, anh ấy đã không xuất hiện trong một thời gian dài. 4. Mặc dù Lộc Hàm không cùng Quan Hiệu Đồng xuất hiện trước ống kính nhiều, nhưng ở sau lưng anh ấy đã giúp đỡ cho sự nghiệp của Quan Hiệu Đồng khá nhiều. 5. Định hướng của Lưu Dược Phi hiện tại không ổn lắm, cô ấy muốn phát triển ở mạng điện ảnh hơn nhưng nay buộc phải quay về truyền hình. Kể từ khi bước chân vào showbiz, cô ấy đã có hậu đài nâng đỡ, xuất phát điểm cao nhưng đa phần mọi người đều để ý đến ngoại hình của cô ấy thôi. Năng lực nghiệp vụ của Lưu Dược Phi không được đánh giá cao, từng có một thời gian cô ấy bị gọi là độc dược phòng vé, hiện tại đóng phim truyền hình chỉ là giải pháp tạm thời. Muốn thăng hạng địa vị thì cô buộc phải có giải thưởng uy tín ở mạng điện ảnh, chống lưng. 6. Thăng Nhi vẫn chưa từ bỏ thị trường trong nước. Vài năm trước cô ấy đã ký hợp đồng với vài phim truyền hình và điện ảnh, nhưng những tác phẩm của cô ấy ở Trung Quốc đều không được. 6. Thăng Nhi vẫn chưa từ bỏ thị trường trong nước. Vài năm trước cô ấy đã ký hợp đồng với vài phim truyền hình và điện ảnh, nhưng những tác phẩm của cô ấy ở Trung Quốc đều không được khả quan. Những bộ phim như Người Tố Giác, Đại Minh Phong Hoa đều không thu hút được thành tích tốt. Hơn nữa, mức cát xê của cô ấy trong nước rất cao, song sức hút phòng vé lại quá yếu nên đương nhiên cô ấy không thể nhận được những dự án tốt. 7. Sự cạnh tranh giữa Tống Tụ Nhi và Bạch Lộc khá khốc liệt. Vào năm nay họ cũng đã tranh nhau vị trí khách mời cố định trong chương trình Running Man. 8. Bộ phim Ngọc Cốt Giao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn dự kiến sẽ được phát sóng vào giữa tháng 1 năm sau. 9. Kế hoạch hiện tại của Triệu Lộ Tư chính là nhận nhiều kịch bản phim chiếu đài. Vài bộ đang nằm kho của cô ấy đều được ấn định chiếu đài rồi. 10. Lâm Tâm Như không muốn Hoắc Kiến Hoa trở lại làm việc, cô ấy cho rằng anh ở nhà chăm con cũng rất ổn, vì điều này mà Lâm Tâm Như đã từ chối những tài nguyên tốt tìm đến Hoắc Kiến Hoa. 11. Trước đây Nhậm Giao Luân và vợ có một chút mâu thuẫn trên trường quay nhưng đây là chuyện bình thường của các cặp vợ chồng mà, cuộc hôn nhân này của họ rất ổn, chỉ là vợ Nhậm Giao Luân không có cảm giác an toàn, cô ấy sợ chồng lại sinh tình cảm với bạn diễn nên thường xuyên theo sát. Để khiến người vợ yên tâm hơn nên những năm qua Nhậm Giao Luân sẽ dùng thế thân trong các cảnh quay thân mật. Vài năm trở lại đây trước khi quay những cảnh thân mật thì Nhậm Giao Luân sẽ báo trước cho vợ một tiếng, thường thường thì vợ anh ấy sẽ có mặt tại trường quay để xem. 12. Chủ đạo diễn gần đây có xem xét vài dự án chính kịch, cô ấy vẫn muốn quay lại với phim chính kịch sau khi đã đóng máy Dự Phượng Hành. Hơn nữa chủ đạo diễn cũng thường xuyên tiếp xúc với CCTV để tìm kiếm tài nguyên. 13. Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đăng ký kết hôn rồi, họ sẽ tổ chức đám cưới vào năm sau ở nước ngoài. 14. Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh quan hệ rất tốt, bầu không khí đoàn làm phim rất thoải mái. 15. Có rất nhiều dự án phim Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba hợp tác lần hai. Nào là thương vụ, hợp thể, trang bìa tạp chí và thù lao đều rất, nhưng đoàn đội của cả hai bên đều từ chối tất cả. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.